Đây nha, em mượn bộ của bác ba ở Hải Phòng. Một con đẩy loa 400 thôi nhá, một con vàng TD. Em test thử vào cặp loa này, nó không tốn công suất nhá. Cặp loa thanh lý nhá các bác nhá. Rồi. Hôm qua thì nó bẩn, em cho anh em lau dọn này. Nó sạch sẽ và nó y hệt cái kia luôn. Đó. Lỗi bát thanh lý và giá 11 triệu. Nhiều bác đặt rất là nhiều và thưởng thức chất âm này các bác này. Rồi, các bác đến rất đông nhá và các bác cùng nhau. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từ hàng. Bác dí vào cặp điện này. Bác ơi, thử một chiếc à? Được rồi, bác thử một chiếc được. Rồi, các bác. Tới tay tôi để ôm chuyện xưa. Rồi, bác dí ra đây. Đấy là cặp loa dí. Tôi muốn hỏi ok, nói cho nhỏ đi. Đấy, chất âm thì nó chẳng khác gì nhau. Nhưng mà quan điểm em bán là nói rõ, đúng không ạ? Rất là rõ ràng. Với cái giá này thì coi như các bác đã, gần như là em đã tặng các bác đôi bát này rồi, đúng không? Giá có 11 triệu đồng thì đúng bằng cặp loa bình dân 18. Đấy, không phải lúc nào cũng có hàng như này để mua đâu nhá. Đấy, ví dụ như bác này mà đi đám cưới này, biết đấy, thì không bao giờ các bác mua những cặp loa gì cứ phang những cặp loa lỗi chất âm nó chẳng khác nhau gì. Đấy, cảm ơn các bác nha, em sẽ cho anh em đóng và gửi đi cho các bác. Rất nhiều bác gọi và muốn mua sản phẩm thanh lý và đây là bộ sản phẩm của bác ba ở Hải Phòng. 14.700.000 em sẽ trả đơn bác luôn. Đấy, bác Bình ơi gọi đây 14.700.000 bác nhá, bác đã chuyển đủ rồi, cảm ơn bác nha. Đấy, rất cảm ơn các bác. Em xin tạm dừng video ở đây để tiếp các bác đến từ Hà Nội nhỉ. Bác ở chỗ nào nhỉ? Bác khách này đến rất nhiều đây. Anh ở Cầu Đuống. Và các bác. Anh cũng ở Cầu Đuống. Vâng, hai Cầu bác. Đuống, rồi cảm ơn các bác nhá. Các bác ngồi đây ạ. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, sáng ra bây giờ nhá, 8 rưỡi các bác. Vừa lên chung là rất là bận rộn. Bên em cực kỳ là bận luôn. Nhưng mà thôi cố gắng hết mức để lo hàng trả đơn các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.